những lợi ích khi bạn sử dụng ngân hàng số TNEX. Cam kết năm, không trọn đời, không thu phí thường niên, không phí thanh toán, không phí rút tiền, không bất kỳ khoản phí ẩn nào, không phí quản lý tài khoản. Đây là điều mà bất cứ gen zác nào chúng ta cũng đều mong muốn khi mở tài khoản ngân hàng. Mở một nhưng được hai tài khoản. Tài khoản CASA có chức năng giống các tài khoản ngân hàng thông thường với nhận và chuyển tiền, rút tiền mặt thanh toán hóa đơn, dịch vụ, mua sắm, ăn uống. Tài khoản Energy, tài khoản chỉ dùng để thanh toán dịch vụ, hóa đơn hoặc nhận thưởng từ các chương trình khuyến mãi của ngân hàng số TNEX, không có chức năng chuyển tiền và rút tiền mặt. Số dư tài khoản tối thiểu không đồng, bạn có thể thoải mái rút tiền mặt hoặc thanh toán, chuyển khoản hết tất cả tiền trong tài khoản với số dư không đồng. Không giống như các ngân hàng khác bạn không thể sử dụng hết số tiền trong tài khoản mà vẫn phải để lại 20.000 đồng, 50.000 đồng. Hạn mức giao dịch trong ngày lớn, chúng ta có thể giao dịch online trên app TNEX như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn dịch vụ tối đa lên tới 25 triệu đồng một ngày. Còn đối với thẻ ATM của ngân hàng thì bạn có thể quẹt thẻ hoặc rút tiền mặt lên tới 20 triệu đồng một ngày. Chú ý theo dõi tin tức mới trên website để có thông tin chính xác nhé. Cuối cùng khẳng định một điều khi bạn sử dụng ngân hàng số Tens luôn nhận được nhiều thứ miễn phí, tuyệt vời nhất.